Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Xem chiếc Honda NT 1100 Basic Sport Adventure 2022 sắp được ra mắt. Honda NT Series có thể không được ưa chuộng tại các thị trường châu Âu, nhưng đây thực sự là cái dòng Adventure có một lịch sử khá lâu đời từ năm 1988 đến năm 2013. Và dường như nó sắp sửa được hồi sinh, ứng dụng một hệ thống chuyển động mới từ American Twins 1100-2021 và đã sẵn sàng ra mắt dưới một cái tên gọi là Honda NT 1100-2022. Theo nhiều nguồn tin chia sẻ của giới truyền thông châu Âu, họ cho chúng tôi biết đã gặp một cái bộ hồ sơ lưu trữ của Honda gần đây vừa đăng ký nhãn hiệu NT 1100. Như suy đoán cho chúng ta biết rằng có lẽ đây là một cái dòng xe mới gia đình NT Series, nhưng nó sẽ đi cùng với một cái động cơ hoặc một cái bộ phận trên phiên bản Rocketeer 1100-2021 vừa được ra mắt gần đây. Về mặt hình ảnh ý tưởng cơm sẹt của NT 1100-2022 vừa được xây dựng, nó dựa trên thiết kế của Rocketeer 1100 nhưng đã được thay đổi một cái bộ quay yếm ở bên ngoài hoàn toàn mới, và cái kiển sen ở dụng là cái bánh mâm hợp kim 17 inch từ cái chiếc Honda 650 Series, phù hợp với một phong cách của xe đường trường. Lịch sử ra mắt của Honda NT 1100 tính thời điểm hiện tại thì vẫn chưa thể đoán được chính xác, nhưng khả năng rất cao nó sẽ được ra mắt vào cuối năm 2021 và sẵn sàng được bán ra thị trường vào đầu năm 2022. Một thông tin mới nhất mình sẽ tham khảo chia sẻ anh em clip tiếp theo. Suzuki nâng cấp Nikobai 150cc, quyết tâm đánh sập Honda và Yamaha. Theo đó, Suzuki CSX S150, bản độ có cái tông màu xám cam độc đáo cùng với dàn áo hoàn toàn bằng sợi carbon. Xe có cản trước cùng với lớp bảo vệ ôm gần hết phần động cơ. Cái chỗ đẩy chân đẩy lùi về phía sau, cái lớp lõi IRC. Yên ngồi có chỗ tựa lưng và đuôi xe được buốt đẹp mắt cùng với tấm biển số cắn trên lớp sau cỡ lớn. Hốc đèn pha tạo chế như một chiến binh đường phố thực thụ. Chế độ còn có cái đầu tay cầm cứng và gương chiếu hậu gắn ở cái tay cầm cúp xuống dưới. Cái cụm đồng hồ kỹ thuật số hoàn toàn được thay bằng loại kết hợp giữa analog và kỹ thuật số để tăng thêm cảm xúc thể thao hơn. Hệ thống chiếu sáng hoàn toàn bằng LED. Hệ thống treo gồm phục ống lồng trước và giảm sóc đơn đằng sau. Phanh xe gồm phanh đĩa cho cả hai bánh trước và sau. Sức mạnh của cái mẫu Suzuki CSX S150, bản độ có động cơ DOC 4 vành là máy bằng chất lỏng với dung tích 147.3cc. Động cơ này cho công suất tối đa 19,17 mã lực tại 10.500 phút, moment xoắn cực đại 14 Nm tại 9.000 phút. Động cơ sử dụng hệ thống khung nhiên liệu trực tiếp, đi kèm với đó là hộp số sơ cấp. Mẫu xe còn được trang bị ống xả D-Bells, tăng thêm cái độ hấp dẫn cho hoạt động của xe. Xe có hai tông màu cam và xám độc đáo. Bánh sau cỡ lớn cố gắng tấm biển số ở trên. Yên ngồi có chỗ tựa lưng. Đèn pha kiểu chiến binh đường phố rất hấp dẫn. Đèn hậu dàn LED. Lớp áo bằng sợi carbon rất là đẹp. Cái ống xả hiệu Airbus tăng thêm cái sự hấp dẫn và tiếng nổ rất là thanh thoát cho xe.